Ok, chào các bạn. Tôi là Nguyễn Công Trình và hôm nay chúng ta sẽ bàn luận một cái vấn đề về nên hay chăng là chúng ta hợp pháp hóa mại dâm. Thì như chúng ta đã biết, ở nhiều nước chẳng hạn như là Đức thì mại dâm là hợp pháp. Mexico thì mại dâm là hợp pháp. Và những người bán dâm thì phải đăng ký và ít nhất là 18 tuổi, trên 18 tuổi. Đấy, hoặc là những nước như Hà Lan, Thái Lan chẳng hạn. Đấy. Thì những nước này thì mại dâm là một cái vấn đề gì đó nó không không quá là ghê gớm. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì chúng ta thấy rằng là mại dâm là bất hợp pháp, mại dâm là phải đi tù, mại dâm là phải sớm muộn gì cũng phải đi cải tạo. Như thế thì chúng ta cần có một cái góc nhìn gì về cái vấn nạn này, về cái vấn đề này, đúng không? Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ căn bản mại dâm nó là cái gì và tại sao người ta phải tham gia mua bán dâm, đúng không? Đầu tiên là vấn đề về khái niệm của nó. Thì theo quy định của pháp luật về nhà nước ấy, những hành vi mà ví dụ như là mua dâm này, chủ chứa này, môi giới mại dâm, đấy, môi giới, cái vấn đề tình dục, mua bán mà trao đổi bằng bằng tiền ấy thì được gọi là mại dâm. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến việc mà người ta bán dâm? Hầu hết những người mà bán dâm ấy là những người mà họ mong muốn là có được cái thu nhập cao, trong khi bản thân họ thì sao? Họ lười lao động này, họ sợ vất vả này, đấy, nhưng mà họ lại thích có một cái cuộc sống mà tiền bạc nó sung túc, đúng không? Cũng có thể là có những cái nhà tiền khá giả, nhưng mà do bố mẹ quản lý chặt quá, cho nên họ muốn có tiền ăn chơi thì họ phải tự mình đi bán dâm. Đấy, thậm chí là có những cái người mẫu, diễn viên nữa, hoa hậu, ca sĩ thì họ sẵn sàng làm gái gọi để có một cái cuộc sống xa hoa, để có được một cái đồng tiền mà nhanh nhất cho họ. Cũng có một số khác là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tuy nhiên cái số đó nó rất là ít. Và gái bán dâm ấy đa phần là họ lấy lý do là nhà nghèo. Đấy. Nhưng mà theo khảo sát thì cho thấy là đa phần ấy gái bán dâm là có cái gia cảnh là trung bình. Đấy, 42,4% là nghèo. Đấy, 52,2% là có gia cảnh trung bình. Và một phần nhỏ, 2 đến 3% là người thuộc khá giả. Cũng có những cái nguyên nhân ví dụ như là do bạn bè rủ rê này, do lôi kéo này, do bị lừa hoặc cưỡng bức này, vân vân. Hoặc là cũng có thể là họ cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy chẳng hạn. Đấy. Thì nói chung, xuất phát từ cái việc mà mua bán dâm, bán dâm đó là chính là cái việc mà chúng ta quen họ quen tiêu xài phung phí. Còn thế giới này thì có đầy rẫy những cái việc có thể chúng ta làm ra tiền. Đúng không? Chúng ta thể bưng bê ở cửa hàng chẳng hạn, hoặc là chúng ta làm bán thời gian, vân vân. Có rất nhiều việc chúng ta có thể kiếm ra tiền. Tuy nhiên thì một phần nhỏ những người bán dâm trong xã hội họ có cái tư tưởng ấy, họ quen tiêu xài tiền rồi. Đấy, họ mong muốn làm sao có tiền cho nhanh lên. Đấy, làm sao cho nó nhanh nhanh giàu lên. Đấy. Vậy thì còn những người mua dâm ấy thì chắc không cần phải nói rồi, họ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đúng không? Một người bạn của tôi, đó là những cái tuyên truyền viên chống HIV ấy, thì họ nói rằng là tôi đã tiếp xúc rất nhiều với gái mại dâm và có những người mà tôi đã trò chuyện có đến đôi 300 người, nhưng trong số đó thì 1 phần 10
cho đến 3 phần 10 là hoàn cảnh thực sự khó khăn, bị buộc phải làm gái, nhưng đa phần là họ lười lao động, họ thích chưng diện, họ thích ăn sung mặc sướng. Với những người này thì chúng ta có thể là thông cảm mà xót xa được. Cho nên là cái việc mà phổ phổ biến cái vấn đề mại dâm ấy thì đa thì nó sẽ làm tha hóa đạo đức của chúng ta. Nó làm cho cái nhu cầu vật chất nó xâm lấn đi cái nhân phẩm và cái danh dự của một con người. Do vậy thì cái việc mà phổ biến mại dâm như các nước ở nước ngoài ấy là một điều không thể chấp nhận được. Đấy. Cái vấn đề thứ hai đó là những người mà tham gia bán dâm rồi ấy, thì sau này tương lai đấy họ sẽ rất khó để có được cái mái ấm gia đình trọn vẹn, bởi vì cái nhu cầu sinh lý nó mạnh mạnh rồi, thì việc mà chung thủy một vợ một chồng ấy nó rất là khó. Đấy. Một cái vấn đề thứ ba đó là quan trọng nhất là đối với thuần phong mỹ tục của văn hóa của nước Việt của mình, thì mại dâm là một điều gì đó là không không đúng, mà một điều gì đó là ghê gớm lắm. Đấy, ngày xưa người ta bảo là chữ trinh đáng quá, giá ngàn nghìn vàng là vậy đấy, đúng không? Nếu như chúng ta mà cho phép pháp hóa mại dâm thì điều này cũng đồng nghĩa với việc là cho phép các cơ sở kinh doanh mại dâm hoạt động một cách hợp pháp, cho phép kẻ ra người vào một cách là không định kiến và bất kể là ai kìa, đúng không? Thì như thế là một điều mà đối với trái với thuần phong mỹ tục của người Việt, trái với văn hóa nghìn đời của người Việt của chúng ta. Hơn nữa nếu mà ở giới trẻ người nào cũng muốn có tiền nhanh nhanh lên, rồi họ sẵn sàng bán thân mình đi, thì cái tế bào xã hội sẽ bị lung lay, cái nền tảng đạo đức nó sẽ bị phá vỡ, và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến về mặt văn hóa lẫn lẫn về mặt kinh tế của nước nhà đó, và làm là khủng hoảng cái giá trị sống của con người của chúng ta, và nó vô tình nó đạp đổ đi các giá trị tốt đẹp của một con người, nó đạp đổ đi cái đạo lý gia đình, đúng không? Nó băng hoại đạo đức và nền tảng, và nó làm trôi dạt đi nền tảng phát triển của xã hội. Đấy. Cho nên thì cái việc mà hợp pháp hóa mại dâm là một điều không thể chấp nhận được ở Việt Nam. Từ nay cho đến 50 năm sau nữa thì nó vẫn đúng. Đấy. Và cái việc cái vấn đề tiếp theo được nói đó là xử phạt người mua dâm đã đúng chưa? Đã chặt chẽ chưa? Đó là câu trả lời là chưa. Luật pháp nước Việt Nam mình là cái việc mà người mua dâm ấy bị xử phạt ấy thì nó chưa đúng, và nó còn nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. À. Và cũng chính vì nó quá nhẹ nhàng cho nên là cái hoạt động mại dâm hiện giờ ấy, nó rất là phức tạp và nó thủ đoạn nó nhiều tinh vi lắm. Đấy, ví dụ như là quán karaoke này, gội đầu này, massage này, đấy, những cái đó là thậm chí là du lịch nữa, thì nó chỉ là cái vỏ bọc mà bản chất bên trong thực sự nó là mại dâm chuyên nghiệp. Đấy. Và người ta có thể mua bán dâm. Và một điều chúng ta cần phải công nhận rằng đó là việc mua bán dâm nó đang diễn ra, mua và bán dâm nó diễn ra một cách hết sức phức tạp, và để ngăn chặn được cái điều đó, ngoài ngoài pháp luật chặt chẽ, ngoài ý thức của người dân, thì chúng ta cần phải có một cái gì đó nó thỏa mãn đi cái nhu cầu thực tế của một con người, thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của một con người, chẳng hạn như là dụng cụ, chúng ta có thể phổ biến dụng cụ về tình dục, ví dụ như là sex toy chẳng hạn. Đấy. Đấy, chúng ta có thể phổ biến nó, mua bán, cho phép công khai những cái đó để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của một con người. Đối với sinh lý của con người thì
nó không có gì gọi là nó trái pháp luật cả, đúng không? Nhưng mà chúng ta đừng đừng làm sao mà nó đi ngược lại, nó băng hoại đi cái giá trị đạo đức của một con người. Chúng ta đi mua dâm thì giá trị đạo đức của chúng ta cũng bị giảm xuống, đúng không? Và chúng ta bán dâm cũng cũng như thế. Đấy. Ok, là như thế là tôi vừa trình bày, tôi vừa tâm sự với các bạn là cái vấn đề có nên hay không chúng ta hợp hợp thức hóa mại dâm. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi chia sẻ tiếp theo.